Chào các bác nhé, em tháo ra vệ sinh con máy rửa bát TMS6 đẹp quá, quay luôn cho các bác này. Một cái con mà tuổi đời thì các bác nhìn có vẻ là nào sâu là xa, nhưng mà riêng hàng bãi Nhật thì lại nó lại có cái ưu điểm này, không quan trọng về tuổi. Em quay qua số điện thoại bên em nhé, bác nào có nhu cầu mua thì alo. Con này đang vệ sinh tháo ra mới quá, quay cho các bác này. Tất cả mọi thứ nó như mới tinh nguyên zin, tất cả tuyệt đối luôn, từ cái bơm, con ốc. Này các bác nhìn, nó như mới cứng nhá. Mên mạch này, sắt xi này. Mới cứng cựa luôn. Thế là chơi hàng bãi đó các bác, không cứ gì phải quan trọng quá về năm sản xuất đâu. Năm sản xuất thì nó cũng quyết định một phần thôi. TME6 các bác, hôm quay hơi ngược máy là năm sản xuất 2009 này. Tất cả nó mới cứng. Đấy, con này thì có vẫn còn cái tính năng là phun sương hơi nước khử khuẩn này. Mạch này, điều khiển này các bác, mới cứng cựa luôn. Nếu mà con này nói về như bên Nhật thì họ gần như là không dùng các bác. Ruột này. Này, ruột chả vệ sinh gì luôn mà đã mới, nó vẫn mới như này mà. Tức là bên Nhật họ hàng bãi nó có một cái điểm rất hay này, nhiều khi là họ mua về họ dùng rất là ít. Mới quá. Mới hơn cả những con đời cao, nhìn mà mê luôn các bác. Đấy, bác nào chốt con này alo em nhé. Giá thành thì 2,9 triệu thôi. Đấy, tội gì phải đau to bố lớn máy đắt tiền đâu ạ. Lành bền vô cùng luôn, nên bảo hành 2 năm. Đấy. 2 năm thì các bác quá yên tâm rồi đúng không ạ? À, chào các bác.